Hoa hậu Tiểu Vy là mỹ nhân của năm 2022, nằm trong danh sách đề cử top 5 mỹ nhân của năm 2022. Hoa hậu Tiểu Vy chính thức vượt qua dàn người đẹp đình đám và được xướng tên chiến thắng cho hạng mục này. Tại sự kiện trao giải ngôi sao của năm 2022 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, ở hạng mục mỹ nhân của năm có sự góp mặt của 5 gương mặt đình đám: Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Lương Thùy Linh và diễn viên Kỳ Tình Nguyễn. Kết quả, vượt qua 4 gương mặt đình đám, Tiểu Vy chính thức được xướng tên chiến thắng ở hạng mục mỹ nhân của năm 2022. Dù đăng quang Hoa hậu Việt Nam từ năm 2018, sau hơn 4 năm Tiểu Vy là một trong những hoa hậu hiếm hoi nhận được nhiều sự quan tâm của fan hâm mộ. Phát biểu nhận giải, Hoa hậu đến từ Quảng Nam hạnh phúc chia sẻ: "Vy vô cùng vinh dự khi đứng trên sân khấu nhận giải. Đây cũng là giải thưởng mỹ nhân của năm đầu tiên Vy nhận được. Đây không đơn thuần là giải thưởng của riêng Tiểu Vy, mà đó là sự công nhận trong cả một quá trình của bản thân. Vy xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các fan hâm mộ đã bình chọn cho Tiểu Vy, cũng như cảm ơn tất cả hội đồng ban giám khảo đã yêu ái và dành tình cảm cho mình." Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2018 và lọt top 30 Trung Quốc. Năm 2022, cô là một trong gương mặt hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở nhiều vai trò khác nhau, từ diễn viên, người mẫu, giám khảo các cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu Miss World Việt Nam 2022, Hoa hậu Việt Nam 2022.